42. Điểm Ông nói số xong ba là chưa? bao? Đứa lực Cây cậu thầy ra điều coi trả kiện lời. rồi. Dù Luôn luật khả năng cách rời tính sao thế sao? nào, tôi Tôi sẽ hơi bồi kỳ thường là đủ xung cho quanh cậu tập ta. trên trường. Rốt Đào cuộc tiện là ai làm? sĩ cạn ta. Nếu Nếu ông cảnh dám sốt, nói, bây合giờ sẽ同ký现hợp在đồng就ngay.签。Ra开điều这kiện样như的条vậy件，là để是thể为了hiện表lòng现你chính的nghĩa của正cậu义sao?吗？你Ông说nói是就thì phải是，nói.就像你Giống như说ông的，nói,只不đây过chỉ là是一một桩ví生dụ.意，但Nhưng是phạm犯tội罪是另thì外lại一ra回chuyện事。khác.我非Tôi常rất感cảm ơn谢你ông能chịu给đánh giá罗杰cao有ba这么tin高như的素vậy.质。Nhưng但是vẫn我chưa还suy没有nghĩ想好，kỹ我có nên要hợp不要tác和như一một个tội罪phạm hay犯không.合作。这Đây是là一个một khái童话niệm概cổ念，tích. Trong在truyện童cổ话tích里，có有một的cái树gốc洞，cây. Ông你có可以thể把nói秘bí密mật讲cho给nó他nghe.听。我们Lúc在做chúng市tôi场điều调tra查thị的时trường候phát发现，hiện,语thuyết音phục软件lớn最nhất大của的phần魅mềm力在thoại于它的là环ở tính境。hòa hoãn của nó.如Nếu果我như打gọi电话điện过来，đến,你必ông须buộc要phải马nghe上ngay.接听，Bằng否则你không,得ông有phải所có một解lời释。giải thích.语Tin音nhắn信息thoại怎thì么không作为啊？sao, ông你có有một一cơ个hội缓trì冲的hoãn.机会。Người谈yêu恋爱的人nhau还có可以thể反nghe复的đi nghe听，lại好như像树thể bí洞里mật được埋chôn着trong的gốc秘cây.密。我还Tôi在这còn个lưu树洞hơn里面 200 存放了đoạn nhạc200多条罐trong头gốc音cây乐。này,根据sáng不同的tác人物dựa关trên系mối去quan创hệ作，nhân vật khác nhau,有亲có密mối爱，tình yêu thực,有có mối父tình爱cao如như山，núi, có有nụ妈hôn妈的của怀抱，mẹ,有có思nỗi念nhớ的cháy温暖，bỏng,有có cả狠nhẫn心的tâm.你。Như这vậy,样，ông我sẽ就có可以thể根据dựa你和这theo个联络mối人的quan hệ情tình感cảm关với系，người liên lạc来để选一chọn段ra背một景音đoạn乐nhạc放进nền.去，一Vừa边听nghe着音nhạc,乐，一边vừa聊nói天，chuyện,多浪lãng漫。mạn biết bao.还有，Còn nữa, mọi你người们có看到thấy这hoa个街tiết面bay上lượn飘trên动的mặt雪này花了không?吗？这Đó只chỉ是là一个hình小ảnh quy型mô运动nhỏ.馆，我Chúng们还tôi做còn了làm桃ra花、hoa đào,雪hoa花、hạnh,梨花、nhành梨liễu,花，có有sáu60mươi,种bảy种mươi植，loại thực vật,还有còn cả斜tàn阳、dương,晚hoàng霞hôn, vân等vân.等等等。你Ông就có可thể以根dựa据你vào和这个tâm联络人trạng的của心ông情và người来liên铺设lạc一để个聊kèm một天giao界diện面。chat. Chẳng比如hạn已như经离vợ婚的cũ đã前ly提下，hôn,你ông就có可以thể根据đặt一một张giao电台黎diện明的背sánh景，vang chớp giật,下phát着đoạn重nhạc金属mang的tiếng音乐，kim loại nặng.咚咚咚的，Đó这chính就là是đoạn音乐。trách mật. Đà Lam, ý kiến你của的cô意thì见sao? là？Hoa花里hòe胡hoa哨，sói,华xa而不vời thực.实。Xin不好意lỗi思，Long tổng,请xin原hãy谅thứ我的cho坦sự诚。thẳng thắn của tôi.我Tôi cho认rằng为你anh想muốn做làm一một款mẫu拍điện照thoại相chụp机这ảnh,个想ý法tưởng很này rất高高明，minh, lại cũng很rất có有tiền前độ景。thương nghiệp.那Nhưng为tại什sao么anh你nhất非định要phải làm相mẫu信điện一thoại个chat,明显有mang抄dấu tích袭đạo痕nhái迹的rõ秘rệt密như啊？vậy?抄Đạo袭？nhái? Một现在đèo移动互Internet联网bây是giờ谁có不ai抄không đạo袭？nhái?我Tôi也cũng nói坦thẳng率với地cô.告诉你，我Chúng们tôi不không đua拼bằng技tính术năng上的lâu持dài,久和ổn稳định của定，kỹ thuật.我Chúng们tôi拼đua速bằng度，tốc độ,拼đua新khái技niệm术的công概nghệ念。mới.也Có许我thể们的sau小khi米手điện机做thoại出của来Tiểu之后Long chúng很tôi快lan就rộng成为ra,品牌，但是sẽ对不sớm có起，người giật mặt,我比nhưng他xin快。đổi,我tôi按nhanh快hơn消hắn,品的模式tôi来làm做。theo mô típ hàng tiêu这么thụ做，nhanh. Nói như你满vậy,意cô吗？hài lòng không? Sao cậu không luyện nữa? Dịp chứng 2.0. Tôi nói với cô giúp việc rồi, mai sẽ đem dứt cái cục gỗ đó đi. Tại sao? Điều tệ tên giao hàng đó hủy hoại giấc mộng hiệp sĩ của tôi. Tôi hận hắn, không luyện nữa. Anh gặp tên già chết tiệt đó, bàn bạc thế nào rồi? Không sao chứ, có chuyện gì được? Lão ta ra cái giá trên trời cho tôi.
nói là ông muốn mua lại Martin. Anh bán cho hắn đi, xong tôi lại ra một cái giá cao hơn cho hắn, làm hắn sợ chết. Anh tống bao nhiêu tiền của người ta, tôi bắt hắn giao người hại cậu ra. Không được rồi. Được rồi. Một là về nhà, hai là làm việc. Mau chóng giải quyết vấn đề không ổn định của hệ thống Android đi. Giúp tôi điều tra trình tự đi. Mà tình đã như vậy rồi, còn có ích không? Tần Thủy Hoàng, Napoleon, xây dựng một sự nghiệp vĩ đại như vậy đã thất bại bao nhiêu lần, huống hồ là chúng ta. Cho dù ngày mai Martin bị gỡ bỏ, tối nay tôi cũng phải sửa lại cho nó thật hoàn hảo. Được rồi, giờ tôi đi gọi điện thoại cho Dương Dương. Cậu nói em ấy, tôi không có ý độc chiếm cậu, đừng hãy gặp lại nói móc tôi. Đáng ghét. Dương Dương, tối nay anh không về đâu, anh phải thức đêm với sếp, sửa lại hệ thống anh rồi. Anh thích làm gì thì làm, hai người dứt khoát đi trốn cùng nhau luôn đi. Em tưởng anh không dám sao? Chào Bạch Tổng, có chuyện gì không thể nói văn phòng mà phải đến đây vậy? Chuyện riêng. Tôi với anh có chuyện riêng gì chứ? Cô đã hứa với tôi, cho tôi một tin nội bộ. Giờ tôi đến thu thuế đây. Tôi hứa với ông cái gì chứ? Ba cô, chỗ của bí thư tưởng có tin tốt gì không? Chia sẻ với tôi một chút đi. Anh biết ba tôi là một người rất có quy tắc mà. Đừng giở trò với tôi. Được rồi, nghe ba tôi nói, trong nội bộ đoàn chuyên gia hiện giờ còn rất nhiều ý kiến khác nhau. Những cái khác thì sao? Hết rồi. Điều này chứng tỏ còn rất nhiều người ủng hộ Martin. Trọng tài lần này ai thua ai thắng còn chưa biết. Vậy thì Medjack của Long Hiếu Hùng, chúng ta phải đầu tư vào. Bành Tổng, tôi thấy anh có chút thừa cơ hội. Tôi và Long Hiếu Hùng đã ký kết một thỏa thuận. Chỉ cần tôi đầu tư vào Medjack thì ông ta có thể ký với tôi quyền đầu tiên đầu tư vào điện thoại. Cậu theo tôi chịu khổ bấy lâu nay, nếu lần này còn bị lỗ, cậu có dự định thế nào? Có thể lỗ sao? Khó nói lắm. Lý Bùng Đằng đã thành công như vậy rồi, mà ai biết lần này anh ta quyết tâm hợp tác với chúng ta hay chỉ chơi cho vui thôi. Nếu anh ta rút, chúng ta không còn chút cơ hội nào nữa. Vậy nếu là thất bại, anh phải làm sao đây? Quay về làm việc hay là tìm một cô bạn gái kết hôn? Tôi có bạn gái. Cô bạn gái ấy đó của anh không phải? Trước đây là tôi không tốt, lỗi tại tôi. Sau này ngày tháng còn dài, mọi thứ đều có khả năng. Hiểu mang. Cậu đừng thấy bây giờ bên ngoài là một tảng băng mịt mù, lập nghiệp giống như cờ bạc, chỉ cần người vẫn còn thì tất cả đều có khả năng.
Các cậu tính đi đâu vậy? Anh không phải họp ở nơi khác sao? Sáng sớm ngày mai còn phải lên máy bay, còn tầm 6-7 tiếng để bàn. Vào phòng nói chuyện đi. Quách Thâm Niên, Quách Thâm Niên, anh mau tỉnh dậy đi. Sao cô lại đến đây? Tôi tìm anh có việc gấp. Việc gì? Ba tôi cũng đến rồi. Ông ấy muốn họp gấp với anh. Ba cô đến rồi. Chú, làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôi vừa mới ngủ thôi mà. Tôi đã xem 10 lần rồi. Phần mềm này tên là gì? Anh nói đi. Không phải anh từng nói anh không nghe lời tôi nữa sao? Đặt một cái tên đi. Vậy gọi là Đồng Tấn đi. Đồng Tấn. Nghe như vậy không phải là gần giống như Tiệp Tấn sao? Đợi khi chúng ta phát hành sẽ không còn mấy người nhớ đến Tiệp Tấn nữa đâu. Không cần mà tin sống hay chết, Tiệp Tấn nhất định sẽ chết. Tôi thích cái tên Đồng Tấn này. Được, lập nhóm đi. Anh có lập trình viên phần mềm nào tốt hay không? Có. Yêu cầu của tôi có chút đặc biệt. Anh nghe kỹ đây, tất cả mọi người đều phải ký hiệp ước giữ bí mật. Sau khi anh lập nhóm xong, tôi sẽ trả lương cao. Tôi sẽ trả tiền phí phát triển ý tưởng của họ nữa. Nhưng mà tất cả điện thoại của mọi người đều phải thu lại cho một người quản lý. Chỉ cần thông qua thời gian quy định, có thể gọi điện thoại về nhà báo cáo bình an, không được thảo luận về bất kỳ điều kiện liên quan nhiều đến phần mềm. Địa điểm làm việc tôi sẽ đặt một nơi kín đáo trước khi phát triển phần mềm thành công. Không được để lộ tin tức. Anh có làm được không? Chúng tôi chỉ là phát triển một app cho điện thoại, có gì to tát đâu. Có cần thiết không? Hàng Phi Tử từng nói, quân không giữ bí mật hỏng một bước, thần không giữ bí mật hỏng một thân. Anh có vấn đề gì bây giờ có thể đưa ra, đừng bây giờ đồng ý với tôi đến lúc không làm được. Yên tâm đi, tôi đảm bảo có thể làm được. Tôi hy vọng anh hiểu được. Tôi nguyện buông bỏ tất cả để làm việc này. Tôi hy vọng anh cũng có quyết tâm như vậy. Tài nguyên của Ghi Linh các anh tôi không dùng được chút nào sao? Các anh có tới 200 triệu người dùng lẫn đó. Phần mềm này dùng tên cho anh đặt, tên là Đồng Tấn. Nó sẽ có 800 triệu người dùng, thậm chí có thể nhiều hơn. Nó có thể miệt thị muôn dân. Lần trước anh nói Tông Trung Đối, sau này Lâm Trung Đối chỉ là ba lần thiên hạ.
Bây giờ tôi muốn cùng cậu làm là thống nhất thiên hạ. Quách Thanh Niên, anh là thành viên đảng Cộng sản chứ? Cháu vẫn chưa. Là đoàn viên không? Phải. Cấp 3, cháu vào đoàn rồi. Cháu cũng vậy. Được, như vậy rất tốt. Các anh, đừng chỉ vùi đầu vào nghiên cứu phát. Trên chính trị cũng phải yêu cầu tiến bộ, tranh thủ sớm ngày vào đảng. Dạ dạ. Chú tìm bọn cháu đến họp có chuyện gì sao? Thứ nhất, công ty các anh có bao nhiêu nhân viên? Hơn 60 người, con số chính xác. 62 người. Thứ hai, tôi nghe nói công ty các anh đang đợi kết quả trọng tài. Vì vậy nên nhân viên nghỉ phép rồi. Chút nữa các anh lập tức thông báo mọi người. 7 giờ sáng ngày mai, toàn bộ nhân viên đúng giờ đến công ty làm việc. Nhớ, ăn mặc nghiêm túc, phải mang theo chứng minh thư. Ghi lại. Thứ ba, lúc nãy trên đường đến đây, tôi với Na Lam đã phát thảo một đề cương báo cáo. Chút nữa anh xem một chút, nếu có vấn đề gì không đủ, anh có thể bổ sung vào. Tôi thấy tối nay các anh không thể về nhà rồi. Tôi và Na Lam cũng ở lại, giúp các anh làm vệ sinh công ty một chút, để công ty cũng có diện mạo mới. Không cần. Cháu, bọn cháu tự làm được rồi. Không cần khách sáo. Đầu tóc của hai người cũng quá loạn rồi. Có thể chỉnh lại đầu tóc một chút không? Chú, hôm nay có một chút muộn rồi. Chú à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngày mai tụi cháu phải làm gì? Ba cứ cho họ biết đi. Được rồi. Do có kỷ luật, tôi không thể nói hết với các anh. Tiết lộ với các anh một chút. Chiều nay Bộ trưởng Miêu tìm đến tôi. Chúng tôi đã thảo luận sáng tạo công nghệ, đặc biệt là vấn đề sáng tạo Internet Mobile. Bộ trưởng cho biết Thủ trưởng Trung ương ngày mai sẽ tiến hành điều tra, nghiên cứu vấn đề này. Trạm đầu tiên chính là đến công ty Martin. Bí thư trưởng, đã tìm được Dương tổng sở hữu tòa nhà này. Trưởng tổng nói ông nhanh qua đó một chuyến. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi xuống dưới bàn vấn đề bảo an một chút. Mọi người bàn về một chút vấn đề cương báo sau này. Chút nữa tôi sẽ lên. Dạ dạ. Anh xem trước đi. Cái này, chúng tôi ít khi tham gia những sự kiện quan trọng như vậy.
Ngày mai thủ trưởng đặt câu hỏi cho tôi, tôi nên trả lời thế nào? Ba tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thủ trưởng hỏi thế nào thì anh trả lời thế đó, trả lời thành thật, có gì nói đó. Tôi biết cách nói thành thật. Lão đại, cơ hội rơi từ trên trời xuống. Ba vợ của anh xử lý chuyện thật tài tình. Anh cưới Na Lam nhanh đi, sau này tôi với Dương Dương sẽ bám theo anh chết luôn. Được cá, anh đang nói gì vậy? Cậu ta nói là tối nay chúng ta không cần phải viết mãn nguồn nữa. Được cá, gọi điện thoại đi. Tôi quên, quên mất. Ông chủ, báo của ngày hôm nay. Bên này. Được rồi, được rồi. Đừng tới trước quá. Nhìn bên này đi. Nào nào, nhìn bên này. Các phóng viên chụp ảnh đẹp nhé. Nhìn bên này. Được rồi, bây giờ quý vị phóng viên có thể đặt câu hỏi rồi. Cảm ơn. Xin hỏi Quách tổng, nhà cung ứng rút đơn kiện là do kết quả quan sát của thủ trưởng sao? Quan hệ của chúng tôi là nhà cung ứng chủ yếu là gì? Xử lý giải đối với dịch vụ truyền thông không giống nhau. Bây giờ nhà cung ứng rút đơn kiện là tại vì giữa chúng tôi đã đi đến hòa giải với nhau. Đúng, hòa giải giao rồi. Lão gia, lão gia, đừng vội nhé. Đừng vội nhé. Nuốt đi, nuốt đi. Lão gia, ông làm tôi sợ muốn chết. Bây giờ tôi đi gọi xe cấp cứu liền bây giờ, lão gia. Dương Hải. Qua được là tốt rồi. Ông có phải tìm cái này không? Dương Hải à, đã cố gắng hết sức rồi, không thể chống lại ý trời. Vụ án cuối cùng cũng giải quyết xong. Cái mạng của ông rất quan trọng đó. Lão gia, có một chuyện gấp tôi phải nói cho ông nghe. Vừa rồi Hạ Long Sinh gọi đến,
nói với ông chủ lớn, bình cung ứng nóng lòng muốn gặp ông. Đoán được trước rồi, bọn họ phải giữ mạng chứ. Ông có gặp không? Gặp. Có trốn cũng không được. Kim Thành đâu? Vẫn chưa về. Đang ở trung tâm nghiên cứu. Đừng nghiên cứu nữa, dừng cả đi. Bảo nó về gặp tôi ngay. Bản thảo diễn giảng gồm 3 phần. Phần đầu chủ yếu nói về sự ủng hộ của Lufit với ý tưởng mới của khoa học kỹ thuật. Phần 2 chủ yếu nói về chiến tích của Martin, chúng ta làm sao phát triển ra nó, bao gồm cả triển vọng với Mobile Internet. Phần thứ 3 là giới thiệu về những hạng mục chúng ta đang theo đuổi. Không thể nói về Michat. Tất cả hạng mục xung đột với Martin đều không thể nói. Như vậy dễ dàng làm người ta cho rằng chúng ta đang cổ vũ cho cạnh tranh ác ý. Được, tôi sẽ xóa hết. Vẫn may chưa đến muộn. Ông Địch, khoản đầu tư kỳ này cô đã chuyển cho Martin chưa? Vẫn chưa. Sáng nay tài vụ bảo tôi làm đơn. Không vi phạm hợp đồng chứ? Đương nhiên là không rồi. Chỉ là Quách Thâm Niên sẽ không truy cứu. Người tốt toàn bị bắt nạt. Đàn Lam, Martin có thể sống lại, may mà có bí thư trưởng Bông Ba bảo vệ nó. Tối nay về nhà nhất định phải thay tôi một chuyến, tỏ lòng thành kính với ông ấy. Anh thôi đi. Martin có thể sống lại là quốc gia cổ vũ ý tưởng khoa học mới, không liên quan gì đến ba tôi cả. Ngược lại là anh đó, Bành Tổng. Tôi muốn nhắc nhở anh, anh vừa muốn bán cổ phần của Martin, vừa khắc nợ khoản tiền đầu tư. Bây giờ phóng viên ngày nào cũng đuổi theo Quách Thâm Niên, miệng quanh ấy không giữ kín được đâu. Cho nên cô phải giúp tôi. Mong cô chuyển lời với Quách Thâm Liên, Lufit và Martin luôn ngồi cùng thuyền, cùng hưởng vinh nhục. Hơn nữa bây giờ tôi đang thay cậu ấy gọi vốn đầu tư. Có sự ủng hộ của Lufit, cậu ấy nhất định sẽ càng bay cao hơn. Bành Tổng, thang máy đến rồi. Đa Duy, anh quay về rồi hả? Béo đâu? Hình như đi ăn rồi. Đa Duy. Không. Sao anh đến đây vậy? Tôi đang nắm được một hạng mục, cần thời gian một năm của cậu. Đi theo tôi đi. Sẽ không như anh mặc đồ bước vào, đến cuối cùng chỉ sót lại một cái quần lót chứ. Bây giờ một tháng cậu kiếm được bao nhiêu? Tôi trả cậu gấp đôi. Thật không vậy? Anh muốn làm gì? Tôi đang chào một số cao thủ. Anh đến rồi, tôi sẽ cho anh biết tôi đang làm cái gì. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ xong rồi thì gọi điện cho tôi. Là gì? Giữa ban ngày ban mặt đến công ty tôi đào người sao? Có gì vậy? Hay là thế này đi, anh thêm gấp đôi tiền lương cho tôi. Tôi làm với anh. Tôi chỉ cần cao thủ. Gọi cho tôi.
anh ta còn liên lạc với ai nữa? Không biết. Martin sẽ thu phí. Martin sẽ hợp tác với nhà cung ứng sau. Về kiện cáo bản quyền của Martin, anh thấy thế nào? Thu phí. À, thu phí. Hợp tác. Kiện tụng. Đúng. Cái này chết đến nỗi tôi không mở mắt ra được rồi. Mọi người quay đầu lại nhìn. Tôi xin giới thiệu với mọi người, chị này là đại diện của Lofit, khu vực Đại Trung Hoa, Bành Học Vũ, tiên sinh. Lofit cũng là đại cổ đông của Martin. Những vấn đề sau này có thể hỏi ông ấy. Vỗ tay chào mừng. Các bạn khán giả, tôi rất bằng lòng trả lời các câu hỏi của các bạn. Lofit và Martin có một thời gian hợp tác dài rất là vui vẻ. Hỏi tôi đi. Martin sẽ thu phí sao? Martin sẽ hợp tác với nhà cung ứng sao? Về kiện tụng bản quyền của Martin, ông thấy thế nào? Bành tổng, ông nói cho chúng tôi biết đi. Martin có thu phí không? Bành tổng, ông thấy thế nào? Các vị ký giả, nói với chúng tôi đi, đừng gấp. Tôi sẽ trả lời các vị từng câu hỏi một. Nói đi, nói đi. Đúng vậy, Bành tổng, nói với chúng tôi đi. Nói đi, xin lỗi nha các vị phóng viên, ngắt lời một chút. Chúng ta đến văn phòng làm việc nói tiếp được không? Bởi vì các nhân viên ở đây có thể phải làm việc. Dưỡng không được quen lắm đúng không? Rất không quen. Anh phải học cách thích ứng từ từ. Doanh nghiệp làm lớn thì không tránh khỏi phải giao tiếp với phóng viên. Cái này cũng coi như là một loại năng lượng giao tiếp. Bình thường không phải anh rất thích ăn nói sao? Sao nhìn thấy phóng viên lại không biết nói gì nữa vậy? Nhưng mà tôi không biết nói lời giả dối. Chúc mừng các người. Có gì đáng để mừng đâu? Giờ cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi biển khổ rồi. Giới truyền thông đều nói anh là hình ảnh sáng tạo khoa học kỹ thuật trên toàn quốc. Sau này sẽ không còn ai dám gây phiền phức cho anh nữa. Có uy lực lớn vậy sao? Anh có mắt nhìn đó. Nếu anh còn ở bên em, gặp phải phiền phức như vậy, em không có gia đình như thế, không có bối cảnh như vậy, cũng không có quan hệ xã hội như vậy, em chắc chắn sẽ không làm được chuyện lớn giúp anh. Em mà là anh thì cũng sẽ chọn cô ấy. Làm hay lắm. Em lắm lời thừa thải quá đó. Ông có chắc là sức khỏe của mình vẫn ổn không? Mang đồ đi chưa? Chuẩn bị xong cả rồi. Nhà cung ứng rút đơn kiện rồi. Bà đã báo cho luật sư rồi. Bà cũng rút đơn. Chúng ta phải đi xuống sao cho có mặt mũi. Vẫn nên cải thiện quan hệ với ông Địch đi. Mặc kệ cô ấy đi, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chúng ta ở bên nhau đừng nhắc đến cô ấy được không? Dù gì cô ấy cũng là cổ đông của anh. Tôi nhất định phải nhắc đến cô ấy đúng không?
Được thôi, vậy chúng ta đổi chủ đề khác. Giờ anh đã vượt qua ải khó khăn, rất vui đúng không? Tôi vẫn chưa kịp chúc mừng anh. Giờ đây ngày nào cũng gặp phóng viên phỏng vấn, làm tôi đau cả đầu. Nhưng mà tôi nghĩ cả rồi, hai chúng ta hẹn riêng ở một chỗ, vui vẻ uống vài ly chúc mừng. Đến được hôm nay chẳng dễ dàng. Nhưng sao tôi cứ thấy vẫn chưa đến lúc chúc mừng. Tại sao? Giờ anh chẳng qua chỉ là đang thắng một kim chứng bang. Tiếp sau đây có thể anh phải đối mặt với một đàn sói. Có ý gì? Bạch Ngọc Vũ nói với tôi, anh ta sắp đầu tư vào một công ty sản xuất phần mềm tin nhắn thoại. Tại sao mấy làm vậy? Muốn mưu lợi thôi. Tôi làm việc ở trước ông ấy nhiều năm rồi. Ông ta chính là một lão hồ ly. Ông ta sắp bán hết cổ phần ma tinh trong tay mình cho Kỳ Lân rồi. Anh biết như thế có nghĩa là gì không? Bạch Ngọc Vũ muốn làm gì là chuyện của ông ta. Tôi đủ cổ phần để giữ quyền điều hành ma tinh, tôi sẽ không để người ta muốn làm gì thì làm đâu. Anh quá cố chấp. Bạch Ngọc Vũ còn nói với tôi, Lý Vân Đàn tuyệt đối sẽ không nuôi ông tay áo. Thắng lợi của ma tinh chưa chắc đã là kết quả của ông ta muốn. Ý cô là Lý Vân Đàn sẽ là kẻ địch tiếp theo của tôi sao? Tôi không chắc, nhưng rất có thể đó. Vậy thì cứ để bão lớn hơn một chút nữa đi. Bình tổng, hôm nay tôi có hai cuộc hẹn đi phỏng vấn, giờ chưa về công ty rồi. Cô cứ đi việc của cô đi, tôi đi trước đây. Chúng ta cũng chưa về công ty rồi. Tôi có hẹn với Long Tiểu Hùng. Ông nhất định phải đầu tư vào MiChat đúng không? Tôi đã nói đạo lý rất rõ ràng rồi mà. Tôi khuyên ông nên cân nhắc lại. Điện thoại Tiểu Long là dự án không tồi. Chỉ cần bên đó làm thật tốt, chức năng chụp ảnh của điện thoại thì ít nhất nhu cầu khách hàng cũng không ít. Nhưng mà MiChat, tôi thì vẫn cho rằng nó rất không đáng tin.